Đêm 16 tháng 10, trên trang fanpage Facebook có tên Nguyễn Bờ. Bờ đăng tải thông tin về việc một cô gái thời điểm có thai đã giấu mọi người, đến lúc đẻ ngừng mang đi chôn sống. Sau đó, người dân đi chăn trâu phát hiện cháu nhỏ bé nên đã báo công an. Sự việc xảy ra tại xóm Dôi Thượng, xóm Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Để hiểu rõ thực hư câu chuyện trên, sáng sủa 17/10, hiệp thương với phóng viên, hướng dẫn công an xóm Miền Đồi cho biết, trên địa bàn có sự việc cô gái sau khi sinh con đã mang đi chôn và sau đó được người dân phát hiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra lúc đầu cháu nhỏ bé đã tử vong rồi người mẹ mới mang đi chôn chứ không phải chôn sống. Theo vị này, người mẹ trên sinh năm 1999 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều không biết chữ. Cách đây một thời gian, cô này đi làm tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh và sau đó có bầu. Thời gian gần đây, cô ta chuyển về địa phương sinh sống nhưng lại không thông báo cho gia đình biết mình đang có bầu, mặc dầu mọi người trong nhà thấy có nhiều biểu thị lạ bảo đi khám nhưng nhất quyết không đi. Vào ngày 12 tháng 10, cô gái chuyển dạ sinh con nhưng lại không nói cho ai biết mà tự sinh một mình, do thiếu hiểu biết kỹ năng, các chú tâm khiến cháu nhỏ bé tử vong. Sau đó, người mẹ trẻ đã mang con đi chôn qua chuyện ở trên đồi. Đến ngày 14 tháng 10, người dân đi qua khu vực phát hiện thi thể cháu nhỏ bé nên đã thông báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xóm đã có mặt tại hiện trường và cấp báo công an huyện Lạc Sơn, công an tỉnh Hòa Bình về điều tra, làm rõ vụ việc. Theo như công an xác định lúc đầu, cháu nhỏ bé tử vong trước đó rồi mới mang đi chôn chứ không phải chôn sống, hướng dẫn công an xóm Miền Đồi thông tin.